Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, mọi người nhận 22 đô miễn phí nha các bạn. Sau đây là bằng chứng, mình cho các bạn bằng chứng coi. Con quét này rút về ví, rút về Bitcoin, PayPal, Visa, Mastercard luôn nha các bạn. Đầu tiên bằng chứng nha các bạn. Đã rút 0.3 BTC là tương đương với 52.025 nha các bạn. Ngày thanh toán là ngày 12 tháng 3 năm 2019 nha các bạn. Rồi. Các bạn click chiếc phần link mô tả của mình nha các bạn. Các bạn chỉ việc là đăng nhập bằng một cái Google. Nó có hai hình thức. Vô các bạn bấm nút sign up nha các bạn. Các bạn bấm nút sign up, rồi các bạn login bằng Google là vô, đã tặng được bạn các bạn là 0.003 BTC nha các bạn. Rồi các bạn kiếm điểm thêm nè. Con này chơi bài đi kiếm một ngày biết bao nhiêu tiền nữa các bạn. Các bạn click vào ba dấu gạch nha các bạn. Các bạn bấm vô chữ Bri BTC nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút con này rút qua PayPal luôn nha các bạn. Rồi Visa, Mastercard luôn các bạn. Rồi chỗ này các bạn có chữ cuộn, các bạn bấm vào nhận BTC miễn phí các bạn. Nếu bạn nào hơn may mắn thì trúng một BTC là tương đương với khoảng 250 mấy triệu đó. 250 mấy triệu đó, giá BTC giờ còn 7.3 hay vậy. Rồi các bạn. Rồi sau bạn lý qua ba dấu gạch tiếp theo nha các bạn. Các bạn qua spin nha các bạn. Các bạn có BTC rồi các bạn bấm qua spin nha các bạn. Mỗi spin quay các bạn trừ là 0.00001 BTC nha các bạn. Các bạn có thể trúng được 0.1 BTC, 0.3 BTC, mình quay cái cho các bạn coi nha các bạn. Nãy mình làm video hoàn chỉnh lắm nhưng mà nó bị lỗi gì mình bỏ rồi, hướng dẫn đăng ký đàng hoàng luôn mà máy mình nó bị khả dụng. Chúng ta tìm chúng không ta? Ồ, trừ một xe pin, nãy chúng một xe pin giờ 0.2 giờ chưa trừ đây. Rồi các bạn qua bên đây nè các bạn. Các bạn qua chữ rút tiền là cái mục withdraw nha các bạn. Ơi, deposit là các bạn nạp vô nè. Mình khuyên các bạn cho bri nha các bạn. Các bạn bấm vô withdraw nha các bạn. Nè các bạn, min rút của nó là tới 0.3 nè BTC nha các bạn. Còn hình thức PayPal nè. PayPal. Các bạn rút PayPal là trừ phí 2% nha các bạn. Visa nè, Payer nè, Mastercard, Visa nè. Các bạn nhớ chết nha các bạn, ngày chết 10 mail, chết 10 ngày là đủ min rút nha các bạn. Con này chết được nha các bạn. Con này kèo này quá thơm luôn. Một BTC giờ giá 7.3 nha các bạn. Kèo này rất là ngon luôn, rất là thơm. Rồi các bạn muốn chia sẻ ông bè, các bạn bấm vô chữ reset fan nè các bạn. Các bạn click vào. Các bạn copy cái đường link này nè các bạn. Các bạn chia sẻ cho bạn bè nha các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe và ủng hộ kênh mình các bạn. Khi nào mình chat thành công cho các bạn, mình sẽ tìm cái thủ thuật chat con quét này, mình sẽ đăng lên làm cho các bạn nha các bạn. Ngày chat 10 mail, 10 ngày là được 100 mail là rút đủ rút luôn các bạn. 0.3 BTC là tương đương với khoảng 50 mấy triệu Việt Nam đồng các bạn. Kèo này rất ngon các bạn. Đó có bằng chứng thanh toán hoàn toàn uy tín nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký và share like cái video này nha các bạn.